Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện IT. Việc thiết lập IP tĩnh sẽ giúp các kết nối nhanh hơn, hạn chế tối đa rủi ro trong công việc cũng như là việc thất thoát dữ liệu. IP tĩnh sẽ giúp các máy tính có thể hoạt động cùng nhau ổn định hơn. Không chỉ vậy, IP tĩnh còn giúp công ty có thể quan sát camera, máy fax từ bên ngoài. Vậy, cách set IP tĩnh như thế nào? Hãy cùng Học viện IT tìm hiểu ngay sau video này nhé! Một, để set IP tĩnh cho máy tính thì các bạn cần làm những bước sau đây. Đầu tiên thì các bạn click vào phần Wi-Fi cũng như phần Internet ở góc phải màn hình và chọn Network and Internet Setting. Sau đó các bạn chọn đến phần là Change Adapter Option. Tại mục Network Connection này thì nó sẽ có là phần Internet hoặc là phần Wi-Fi. Thì các bạn click chuột phải vào đấy và chọn vào cho mình là Property. Sau đó các bạn chọn tới phần là TCP IPv4 này, tiếp tục là chọn vào Property. Tại đây thì các bạn có thể thấy là mình đang để là ở phần IP động, tức là IP Address Automatic. Thì các bạn cần đổi sang phần là User Follow IP Address để chuyển về IP tĩnh. Tại đây thì các bạn cần nhập vào địa chỉ IP tĩnh mà nhà cung cấp Internet cung cấp cho các bạn. Ở phần đầu tiên, phần IP address này thì ba cái chỉ số ban đầu thì các bạn không cần quan tâm lắm, nhưng mà chỉ ở số cuối này thì đây sẽ là số thứ tự máy tính của các bạn. Ví dụ như là trong công ty có khoảng tầm 20 máy thì các bạn phải nhập mỗi máy là một số khác nhau, ví dụ như là máy số 1 và máy số 2. Ví dụ như ở đây thì mình có 4 thiết bị thì mình sẽ nhập là máy số 4. Tiếp đến là phần subnet thì nó sẽ tự động điền. Ở mục Default Gateway này thì sẽ là 192.168.1.1. Đây là địa chỉ mà nhà cung cấp mạng cung cấp cho chúng ta. Tiến tới phần DNS thì đây sẽ là đường địa chỉ của Google. Thì các bạn cứ nhập vào là 858, tổng dưới là 8844. Các bạn nhấn OK. Vậy là các bạn đã thiết lập thành công IP tĩnh cho máy tính của chúng ta. Cách số 2 để thiết lập được IP tĩnh cho máy tính thì chúng ta có thể sử dụng phím tắt là Windows R. Và các bạn gõ cho mình là ncpa.cpl để mở hộp thoại là Network Connection. Tiếp tục các bạn cũng làm tương tự như bước 1 là nhấn chuột phải vào phần Internet hoặc là Wi-Fi rồi chọn Property. Tiếp đến là xuống tới phần TCP IPv4 và chọn Property. Và chuyển sang nó là IP tĩnh và nhập vào. Và chọn OK. Một số lưu ý cho các bạn. Vì IP tĩnh là một địa chỉ không đổi nên nó rất là phù hợp sử dụng cho các thiết bị có quy mô nhỏ và sử dụng nội bộ như là mạng Wi-Fi trong gia đình, văn phòng, công ty hoặc là cửa hàng. Các thiết bị điện tử như là điện thoại này, laptop, camera quan sát với chức năng kết nối không dây sẽ biết cách kết nối với các thiết bị cũng đang sử dụng địa chỉ IP tĩnh một cách cực kỳ nhanh chóng. Mặc dù có rất nhiều ưu điểm nhắc trên nhưng IP tĩnh cũng luôn tồn tại một số hạn chế. Bất lợi đầu tiên IP tĩnh gặp phải là do bạn đã cấu hình các thiết bị thủ công. Máy chủ và các truy cập từ xa buộc bạn phải thiết lập đúng IP và router để giao tiếp với địa chỉ đó. Trong khi đó, đối với IP động thì chỉ cần cắm router và nó sẽ đưa ra IP động qua DHCP. Thứ hai là bảo mật của IP tĩnh sẽ không bằng được IP động vì nó không bao giờ thay đổi nên các tin tặc có thể có thời gian để tìm ra các lỗ hổng và dễ dàng truy cập vào máy tính của bạn hơn. Đối với IP động thì nó sẽ thay đổi liên tục và sẽ khó khăn trong việc truy cập vào máy tính của bạn. Trên đây là hướng dẫn của Học viện IT về cách set IP tĩnh cho Windows 10. Hy vọng thủ thuật này sẽ đem đến nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu cảm thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe để chúng mình có thể ra nhiều video hữu ích hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.